Chào mừng tất cả các bạn đã đến với buổi hội thảo trực tuyến do Du học Séc tổ chức ngày hôm nay. Chị xin tự giới thiệu, chị là Minh, chuyên viên tư vấn của Du học Séc và chị sẽ đồng hành cùng các bạn trong chương trình này. Đến với buổi HDO ngày hôm nay, Du học Séc rất vinh dự được chào đón sự có mặt của chị Hồng, đại diện trường Đại học Monash, một trong những trường đại học hàng đầu tại Úc hiện nay. Chị Hồng sẽ có những chia sẻ rất là thú vị đến những cái chương trình học cũng như là những thông tin cập nhật nhất của trường Monash dành cho tất cả các bạn học sinh. Đầu tiên thì em xin mời chị Hồng có một vài đôi lời chào gửi đến các bạn học sinh của chúng ta hôm nay nhé. Chị cảm ơn Minh, chị cảm ơn Du học Séc. Chào tất cả các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đã tham dự cái chương trình hội thảo du học được tổ chức bởi Trung tâm Tư vấn Du học Séc ngày hôm nay. Mình tên là Nguyễn Thanh Hồng và hiện nay mình làm In-Country Rep của trường Đại học Monash và mình hiện nay sinh sống ở tại thành phố Sài Gòn. Vâng, cảm ơn. Thì Hồng cũng là cựu du học sinh ở bên Úc. Thế nên nếu như mà có các cái câu hỏi gì liên quan tới cái kinh nghiệm đi học hoặc là cái kinh nghiệm sống giống như là một bạn sinh du học sinh quốc tế thì các bạn hoàn toàn có thể hỏi và Hồng rất là sẵn lòng để chia sẻ với các bạn về những cái kinh nghiệm mà trước đây Hồng có giống như là một du học sinh cũng như là sau này là làm việc trong một trường đại học của Úc. Dạ vâng, dạ cảm ơn chị Hồng rất là nhiều. Để tiện cho các bạn theo dõi chương trình ngày hôm nay thì chị sẽ đi qua sơ lược về nội dung của hội thảo HDO lần này. Chương trình hôm nay của chúng ta sẽ có 4 phần chính. Phần đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với những thông tin giới thiệu về trường Đại học Monash. Phần thứ hai thì chị Hồng sẽ chia sẻ cho các bạn học sinh những thông tin về chương trình học online hiện tại trong tình hình dịch Covid-19 cũng như những hỗ trợ của trường dành cho các bạn sinh viên. Phần thứ ba sẽ là phần chính của chương trình của chúng ta, đó chính là những ngành học nổi bật tại trường Đại học Monash cũng như những thông tin học bổng hấp dẫn đang chờ các bạn. Và phần cuối của ngày hôm nay sẽ là chuyên mục hỏi đáp. Do đó nếu như các bạn học sinh có những thắc mắc nào cần giải đáp thì các bạn hãy vui lòng để lại câu hỏi của mình trong một chat box ở bên dưới, để đến cuối giờ hôm nay thì chị Hồng sẽ hỗ trợ các bạn giải đáp những thắc mắc của mình nhé. Và bây giờ không để các bạn phải chờ lâu nữa, chúng ta sẽ đến với phần thông tin giới thiệu về trường Đại học Monash. Và em xin chuyển lời lại cho chị Hồng ạ. Chị cảm ơn Minh. Để trình bày với các bạn rõ hơn về trường Đại học Monash như thế nào, cái gì tạo nên cái danh tiếng của trường Đại học Monash, thì bây giờ Hồng sẽ share screen về cái bài presentation này của Hồng. Thì như rất là nhiều các bạn đã biết thì Đại học Monash là một trong 8 thành viên của nhóm G8, 8 trường đại học hàng đầu của nước Úc. Cùng với những cái danh tiếng của trường đại học Monash thì bây giờ chúng ta, trước khi chúng ta xem những cái ranking khác nhau của đại học Monash, thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về cái lịch sử hình thành của đại học Monash như thế nào, và trường đại học Monash đã có những cái achievement gì, những cái award gì trong suốt cái quá trình hình thành và phát triển của trường. Thì Monash là hiện nay là trường đại học lớn nhất của của nước Úc. Monash được thành lập vào năm 1958, vì vậy thật ra là so với cái tuổi đời của các trường đại học nói chung trên thế giới cũng như là tại Úc thì Monash vẫn thuộc là trường thuộc thế hệ trẻ. Nhưng những cái thành tựu hiện nay của Monash nó là những cái có thể nói lên tất cả. Monash là một trường đại học trẻ nhưng là một trường đại học có cái sự phát triển rất là mạnh mẽ. Khởi đầu với 347 sinh viên vào năm 1961, chỉ 10 năm sau cho đến tận bây giờ Monash vẫn giữ danh hiệu là trường học lớn nhất trên thế giới, thu hút lượng lớn sinh viên bản địa cũng như là sinh viên quốc tế tới học tập và nghiên cứu tại trường học Monash. Và Monash tự hào là cái nôi đào tạo thế hệ lãnh đạo tương lai cũng như là những cái nhà nghiên cứu xuất sắc, những người mà có trình độ chuyên môn cao. Vậy thì chúng ta tìm hiểu là cái gì tạo nên cái danh tiếng của Monash, cái gì tạo nên được những cái nghiên cứu mang tính đột phá không chỉ cho nước Úc mà còn cho thế giới như thế nào, thì ở cái phần sau các bạn sẽ được thấy là Monash hiện nay, trước đây, bây giờ và sau này đang có các cái dự án nghiên cứu gì, mang lại những cái ảnh hưởng gì cho không chỉ nước Úc mà là cho toàn thế giới, và đặc biệt là trong giai đoạn Covid này. Chúng ta hãy cùng xem điểm qua một số các thông tin, một số con số liên quan trường đại học Monash. Thì như nãy Hồng có nói là Monash là trường đại học lớn nhất tại nước Úc, vậy thì lớn nhất thể hiện ở cái gì? Lớn nhất thể hiện ở cái số lượng sinh viên, nghiên cứu sinh hiện nay đang học tập và nghiên cứu tại trường, thể hiện ở cái mạng lưới cựu sinh viên sau khi học tập tại Monash xong. Ở trên toàn thế giới hiện nay có khoảng 350.000 cựu sinh viên trên toàn cầu, và cái mạng lưới của cựu sinh viên này hết sức là
gắn kết với nhau hết sức là connected đối với Monash, tức là liên kết đối với Monash. Số lượng sinh viên hiện nay đang học tập và nghiên cứu tại trường rơi vào khoảng hơn 83.000 sinh viên, và toàn trường thì có khoảng gần 18.000 nhân viên và giảng viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Monash có 4 khu học xá, 4 khu campus ở tại nước Úc, bao gồm là ở Clayton, Cockfield, ở Peninsula, rồi có một cái campus nữa là ở ngay phía trên Parkville, khá là gần với City, để giảng dạy các cái môn liên quan, các ngành liên quan đến pharmacy và pharmaceutical science. Như lúc nãy Hồng có nói là Monash là thành viên của nhóm G8, đây là 8 trường đại học hàng đầu của nước Úc. Ngoài cái campus ở thành phố Melbourne ra thì Monash còn có các cái trung tâm nghiên cứu, các cái viện nghiên cứu hoặc là những cái viện hợp tác đào tạo ở các nước khác trên thế giới, như là ở Malaysia sắp tới là sẽ có một trung tâm nghiên cứu ở Indonesia. Ngoài ra còn có campus ở tại Mumbai, Ấn Độ, tại Trung Quốc, hoặc là cái nổi tiếng nhất của Monash và rất là nhiều bạn muốn tới để học trao đổi, để trao đổi nghiên cứu, để học tập và trao đổi, đó là ở Tuscany của đất nước xinh đẹp Ý. Ngoài ra thì sinh viên của Monash cũng có cơ hội để đi trao đổi với 115 học viện và trường học đối tác của Monash trên thế giới. Nên khi mà bạn học ở tại Monash, bạn không chỉ sinh sống tại nước Úc, mà bạn còn có cơ hội để được giao lưu, để trao đổi, để có cái kỳ học ở nước ngoài, thì các bạn có thể qua nước Ý, có thể qua các nước khác ở châu Âu, hoặc là nếu ở Bắc Mỹ thì bạn có thể cân nhắc tới Canada hoặc là Mỹ. Cái slide tiếp theo mà Hồng đang giới thiệu với các bạn ở đây, nó cho chúng ta thấy về cái ranking, về cái xếp hạng của Monash. Vậy thì người ta nhắc tới Monash là nhắc tới một trường đại học có ranking cao, nhắc tới một trường đại học có chất lượng đào tạo cao. Vậy thì những cái chất lượng đào tạo cao đó mà các bạn được nghe thấy, nó thể hiện ở cái gì? Nó thể hiện ở cái ranking, ở cái xếp hạng của Monash. Và đây không chỉ là xếp hạng ở nước Úc, mà đây là được xếp hạng ở trên thế giới so với các trường ở các cái nước phát triển khác. Hiện nay Monash đứng thứ 6 về nhóm các trường đại học trong thời đại vàng. Đây là các trường đại học được thành lập sau năm 1945. Trong cái bảng xếp hạng cỡ khoảng 250 trường đại học thì hiện nay Monash đứng thứ 6 theo cái xếp hạng của Times Higher Education. Không chỉ với Times Higher Education hoặc là QS Ranking là hai cái bảng xếp hạng rất là phổ biến đối với các trường đại học của Úc cũng như là đối với các trường đại học ở nước ngoài, mà cái Reuters, đây là một cái bảng xếp hạng khác, thì họ cũng đánh giá Monash rất là cao khi mà Monash được xếp hạng thứ 25 trong cái đánh giá của Reuters về các trường đại học sáng tạo nhất ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Và về cái trường mà đại học mà quốc tế nhất, thì cái quốc tế ở đây không chỉ thể hiện ở số lượng sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới, nó còn thể hiện ở cái việc là Monash có sự hiện diện ở cả 3 châu lục trên toàn thế giới. Ngoài ra Monash còn có những cái người đại diện, những cái recruitment activity ở khắp nơi ở trên thế giới. Thì hiện nay Monash xếp thứ 35 trên thế giới về cái nhóm là những trường đại học quốc tế nhất trên thế giới. QS Ranking là một cái bảng xếp hạng rất là phổ biến đối với các trường đại học cũng như ở Úc cũng như là ở trên toàn cầu. Thì hiện nay Monash xếp thứ 55. Một lát nữa thôi thì Hồng sẽ trình bày với các bạn về cái tỷ lệ sinh viên ra trường và có việc làm. Thì Monash hiện nay xếp thứ 59 trên thế giới về cái xếp hạng liên quan tới employability, đó là khả năng sinh viên tốt nghiệp và có việc làm. Với Times Higher Education, bảng xếp hạng mới nhất dành cho năm 2021, thì Monash đã vượt lên 11 bậc so với năm ngoái để xếp hạng thứ 64 cho năm 2021. Đấy là về cái overall ranking của trường đại học. Vậy thì ở các cái nhóm ngành khác nhau, cái xếp hạng của Monash như thế nào? Nếu Việt Nam mình thì thường nói là nhất y nhì dược. Với dược của Monash có dạy đào tạo chương trình dược xếp thứ 2 trên thế giới, chỉ sau một trường đại học duy nhất ở châu Âu. Nhưng trường đại học đó thì lại thiên về giảng dạy và nghiên cứu về pharmaceutical science chứ không phải đào tạo ra pharmacist. Về education, về ngành giáo dục, mọi thứ đều bắt nguồn từ giáo dục và đội ngũ giáo viên là một cái ngành nghề mà hiện nay bên Úc vẫn còn rất là thiếu và vẫn rất là cần có thêm đội ngũ giảng viên ở tại các trường từ bậc early childhood, từ cái bậc mầm non lên tới bậc
cấp 2 và cấp 3. Monash xếp thứ 12 trên thế giới và number 1 ở tại Úc với chương trình đào tạo về đào tạo về nursing, đào tạo về y tá. Thì ngành này Monash xếp thứ 14 trên thế giới. Ngoài ra thì với ngành y, Monash xếp thứ 31 trên thế giới. Law là một cái ngành mà hiện nay cũng đang rất được các bạn sinh viên Việt Nam quan tâm. Thì với ngành law này, Monash xếp thứ 35 trên thế giới. Monash là trường đại học duy nhất ở tại Úc mà có thể guarantee clinical legal internship cho các bạn sinh viên. Accounting, finance, economics và econometrics đều là những cái ngành mà rất là phổ biến đối với các bạn sinh viên của Việt Nam cũng như là ở châu Á. Thì với hai ngành này, Monash xếp thứ 36 và 39 ở trên bảng xếp hạng của thế giới. Rất là nhiều người hỏi rằng là vậy thì lý do gì mà tôi nên chọn Monash? Lý do gì mà tôi nên theo học ở tại Monash? Thì ở đây có 5 cái lý do để các bạn có thể cân nhắc Monash là cái điểm đến của các bạn. Thứ nhất là khi các bạn lựa chọn Monash, các bạn đã lựa chọn để hòa mình vào một cái môi trường rất là global, rất là mang tính toàn cầu. Cũng như vậy, Monash không chỉ mang tới cho các bạn một cái môi trường học tập lành mạnh, một cái chất lượng giáo dục đào tạo cao, mà còn mang tới cho các bạn một cái thương hiệu mà nổi tiếng trên toàn cầu. Cái này chúng ta có thể thấy từ cái việc rằng là bản thân Hồng khi mà đi tới các trường quốc tế nói chuyện với cả những University Guidance Counselor, thì bản thân những thầy cô đó đều đến từ dụ nhà Mỹ, Canada, và khi mà học sinh của họ nghĩ tới việc đi Úc thì cái trường đầu tiên mà họ nghĩ tới đó là Monash. Thế nên là Monash không chỉ có nổi tiếng ở Úc mà còn nổi tiếng ở đối với cả các cái quốc gia khác nữa. Monash có đào tạo ra một cái thế hệ lãnh đạo tương lai, đào tạo ra những cái người nhân viên với cái chuyên môn rất là cao. Đồng thời với cái tiêu chí của Monash đó là luôn luôn đặt sinh viên làm trọng tâm, luôn luôn đặt sinh viên lên phía trước, thì sinh viên sẽ luôn có một cái môi trường học tập mà nó bổ ích, thú vị nhất. Đồng thời cái kết quả đó là gì? Đó là sinh viên sẽ có mang lại những cái thay đổi, sẽ có những cái đóng góp không chỉ cho cái quốc gia mà mình đến từ quốc gia đó, mà còn đóng góp cho cái sự phát triển của con người trên toàn cầu nữa. Và sau khi mà các bạn tốt nghiệp thì nó chưa có phải rằng là các bạn tốt nghiệp, các bạn ra trường là không bao giờ các bạn quay lại trường nữa, mà những cái đóng góp của cộng đồng cựu du học sinh, cựu học sinh của sinh viên Monash quay lại đóng góp cho trường, hoặc là có những cái hoạt động kết nối đối với trường, thì đấy nó cũng là một cái phần mà Monash cảm thấy rất là tự hào. Không phải trường nào cũng có một cái mạng lưới sinh viên mà các bạn sinh viên rất là gắn bó với trường như vậy. Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là vậy thì nói đến cộng đồng toàn cầu, để nói đến global community, nói đến top brand thì chúng ta nói đến cái gì? Đó là các bạn sẽ có cơ hội để học tập và nghiên cứu với những nhà nghiên cứu hàng đầu, với những giảng viên hàng đầu ở nước Úc, và không chỉ có giảng viên đến từ nước Úc mà còn là giảng viên đến từ khắp nơi trên thế giới nữa. Monash đã có những cái nghiên cứu đóng góp cho cái sự phát triển của toàn thế giới. Đó là chúng ta có thể nói tới là bây giờ mọi người đang nói tới Covid. Covid hiện nay vẫn đang diễn biến rất là phức tạp ở bên Úc. Thì ở bên trường Đại học Monash đã có những cái nghiên cứu về vaccine và là một trong ba cái ứng viên về nghiên cứu vaccine chống Covid hiện nay ở tại nước Úc. Ngoài ra gần đây nhất đó là bên phía viện nghiên cứu của nước Úc, viện nghiên cứu của trường Đại học Monash đã có một cái phát minh, đã có một cái nghiên cứu mới nhất, đó là cấy một cái thiết bị ở trên vỏ não của những người bị mù để giúp cho những người bị mù có thể nhìn thấy được. Thì đây là một cái nghiên cứu mà mang tính đột phá đối với những người mà có vấn đề về thị giác. Nghiên cứu này sẽ sắp tới sẽ được thử nghiệm lâm sàng ở trên người. Ngoài cái đó ra thì Monash còn có những cái nghiên cứu khác, ví dụ như là về là giúp cho phụ nữ sinh con một cách an toàn, hoặc là có những cái nghiên cứu về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng sạch vân vân. Đặc biệt là Monash sẽ có một cái viện về tim mạch đầu tiên ở tại nước Úc, sẽ đặt ở trên cái campus, đặt ở ngay trên cái khu đất của trường học Monash, sẽ được khánh thành vào khoảng năm 2022. Một trong những cái yếu tố mà phụ huynh và học sinh rất là quan tâm khi mà đi du học đó là con tôi đi du học xong, vậy thì chúng ta cái tỷ lệ sinh viên sau khi ra trường có việc làm như thế nào?
cái bảng này sẽ cho chúng ta một cái hình dung về về việc là sinh viên của Đại học Monash sau khi mà các bạn ra trường, tỷ lệ các bạn có việc làm là bao nhiêu. Thì ở đây Monash cung cấp cái chương trình dạy từ bậc cử nhân lên tới bậc sau đại học. Thì với sinh viên tốt nghiệp các chương trình cử nhân của Monash thì tỷ lệ các bạn ra trường có việc làm trong vòng 4 tháng rơi vào là 90,6%. Đây là một con số vô cùng cao. Nó không chỉ cao so với các trường đại học khác mà nó còn cao hơn cái kỷ lục mà Monash đã lập ra trước đó. Cái năm ngoái thì cái tỷ lệ này nó rơi vào khoảng 89%, thì năm nay nó lên đến là gần 91%, và tỷ lệ của sinh viên sau đại học ra trường kiếm được việc làm là rơi vào là 96,1%. Cái lương của cái mặt bằng chung lương của sinh viên tốt nghiệp từ đại học Monash đối với sinh viên mới tốt nghiệp nó rơi vào khoảng là 61.000 đô Úc trong một năm. Thì ở đây có một cái đường link để các bạn có thể tham khảo thêm về cái tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm là như thế nào. Thì ở trong cái slide này của Hồng có cái đường link để các bạn tham khảo. Ok. Một cái journey, một cái con đường đi của sinh viên khi mà mới bắt đầu, các bạn có nhen nhóm, có cái ý định là đi du học, thì đầu tiên các bạn sẽ phải tìm hiểu, các bạn discover cái môi trường nào là môi trường phù hợp nhất với cái ngành các bạn chọn, phù hợp nhất với điều kiện kinh tế của gia đình, phù hợp nhất với cả cái về mặt location, về mặt là vị trí địa lý của cái trường, của cái nơi mà các bạn định học là như thế nào. Thì tất cả cái này nó sẽ nằm ở trong cái phần discovery, và thông qua các cái buổi hội thảo, trao đổi trực tuyến hoặc là trao đổi trực tiếp với các đại diện trường sẽ giúp cho các bạn tìm hiểu thêm về môi trường mà các bạn sẽ học. Ngoài ra thì cũng nhờ có sự phát triển của công nghệ thông tin hiện nay, các bạn không cần phải qua đến tận nước Úc để nhìn thấy xem Đại học Monash như thế nào, mà hoàn toàn các bạn có thể truy cập vào các cái website khác nhau của trường Đại học Monash. Và đặc biệt ở trong cái thời điểm Covid này, khi mà cái việc mà chúng ta đi ra ngoài rất là khó khăn, đi ra nước ngoài rất là khó khăn, thì Monash đã có những cái chương trình, dụ như là các bạn muốn xem campus của Monash ra làm sao thì các bạn có thể truy cập vào website của trường Đại học Monash, và sau đó sẽ có một cái gọi là virtual campus tour để các bạn xem, để các bạn biết được rằng là Monash đang có những cái campus như thế này, đang có các building như thế này, cái building này là sắp xây, cái building này sắp sửa hoàn thành, vân vân. Thì tất cả cái đó các bạn sẽ có cái cảm giác nó giống như là thật. Rồi cái việc mà mình qua bên nước ngoài, mình đi học như thế nào, mình học ở tại Monash ra làm sao, mình phát triển như thế nào, thì nó sẽ nằm ở cái phần thứ hai. Sau khi các bạn đã discover cái mà các bạn muốn, nơi mà các bạn muốn tới, các bạn sẽ học tập để nâng cao chính bản thân mình, để bản thân mình cảm thấy là mình sẽ grow, mình con người của mình sau khi đi du học sẽ khác với mình trước khi đi du học là như thế nào. Khi mà mình đi học, mình học được thêm những cái gì, mình phát triển ra sao, mình đã trưởng thành như thế nào, thì tất cả cái phần này nó sẽ các bạn sẽ gọi là hình thành và phát triển ngay trong thời điểm mà các bạn học cùng với Monash. Và cái quan trọng nhất đó là cái outcome, cái kết quả của cái chương trình học đấy như thế nào, thì những cái này nó sẽ thể hiện ra được những cái ở cái phần impact. Impact ở đây đó là sẽ có cái tác động ngược lại với bạn, với gia đình bạn, với quốc gia của bạn, và sau này nó là có thể những cái đóng góp của bạn sẽ mang cái tính ảnh hưởng đến toàn thế giới. Thì hy vọng rằng là cái quãng thời gian sinh viên của các bạn ở trường học Monash nó sẽ là một quãng thời gian đẹp, một quãng thời gian đáng nhớ, để cho tất cả chúng ta khi mà nghĩ về cái khoảng thời gian đấy sẽ thấy rằng mình có một cái thời thanh xuân rất là ý nghĩa. Ok, Monash thì luôn luôn đặt sinh viên là trọng tâm hàng đầu. Các cái chương trình của trường học Monash được create, được retain tất cả là vì sinh viên. Hàng năm thì Monash đều có những cái meeting, những cái conference đối với những cái công ty, những cái doanh nghiệp, những cái tổ chức trong và ngoài nước, để làm sao xây dựng được những cái chương trình học mà nó phù hợp nhất với cái phát triển của thị trường. Ngoài ra thì Monash còn có những cái service, những cái hỗ trợ dành cho sinh viên quốc tế cũng như là sinh viên bản địa, để giúp cho các bạn có thể học tập được tốt nhất trong cái thời gian mà các bạn học tập và sinh sống ở tại nước Úc. Trong cái quá trình học của các bạn thì tất cả các chương trình của Monash đều có phần Work Integrated Learning. Và cái Work Integrated Learning này nó có thể dưới hình thức là internship, đó là các bạn đi thực tập, hoặc là các bạn làm industry project, hoặc là các bạn đi field trip. Thì tất cả cái phần này nó đều nằm ở trong cái phần Work Integrated Learning. Sẽ có một số các chương trình mà cái phần gọi là internship nó sẽ là các cái chương trình bắt buộc, và có những cái chương trình
mà các bạn có thể lựa chọn là các bạn làm project, làm dự án hay là các bạn đi làm internship, thì cái này tùy vào các cái chương trình khác nhau. Khi mà các bạn có câu hỏi về từng cái chương trình cụ thể mà các bạn đang quan tâm thì lúc đấy các bạn có thể ở bên các bạn tư vấn của bên Seth hoặc là Hồng hoặc là cô Hoa là Regional Recruitment Manager của trường đại học Monash cũng sẽ giải đáp cho các bạn. Ok. Cơ sở vật chất là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng để mà các bạn có thể enjoy được cái việc học của mình ở tại bên Monash. Thì hàng năm Monash đều có các cái dự án để nâng cấp cái cơ sở vật chất đang có và xây dựng những cơ sở vật chất mới để phù hợp với cái phát triển của nước Úc cũng như là những cái phát triển của công nghệ. Thì với Monash năm 2020 thì Monash sẽ khai trương một cái trung tâm nghiên cứu dành cho bên IT và cho engineering, đó là tòa nhà Woodside Building rồi New Horizon Building, là những cái building mới, các cái cơ sở vật chất mới để mang lại cho các bạn những cái trải nghiệm tốt nhất khi các bạn học tập và nghiên cứu ở tại trường đại học Monash. Những bạn mà có dự định học cái chương trình Media Communication thì các bạn sẽ được enjoy một cái phòng Media Lab rất là hiện đại của Monash, mà nó mô phỏng y hệt một cái Media Station ở trong thực tế. Sẽ có cái phòng phát thanh, phòng ghi hình, phòng chiếu, phòng dựng vân vân. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là có một cái nó gọi là cave, thì nó là mô phỏng 3D về não của con người là như nào và hoạt động của não ra làm sao. Có rất là nhiều cái rất là interesting, rất là tiên tiến mà các bạn có thể enjoy khi bạn học ở tại trường đại học Monash. Các cái chương trình của bên trường đại học Monash thì được phân chia như thế nào? Có rất là nhiều bạn hỏi Hồng là vậy thì cái ngành nổi bật của bên trường đại học Monash là ngành gì, hoặc là ở bên trường đại học Monash có cái program nào, có cái chương trình nào để tôi có thể theo học. Thì nếu mà kể ra chi tiết của từng các chương trình khác nhau có thể chúng ta sẽ ngồi đây cả tuần chắc mới kể ra được hết. Monash cung cấp hàng trăm các khóa học khác nhau, từ bậc cử nhân lên tới bậc sau đại học. Thì sau đại học sẽ có là thạc sĩ, sẽ có là tiến sĩ vân vân. Vậy thì những cái chương trình học này sẽ được chia vào 10 khoa khác nhau. Ngoài ra thì Monash sẽ có một cái college để giảng dạy các chương trình pathway. Thì các chương trình pathway liên quan tới dự bị cao đẳng phần 1, cao đẳng phần 2 hoặc là tiếng Anh thì sẽ được Monash College là một thành viên của đại học Monash giảng dạy. Ok, đây là danh sách của 10 phân khoa khác nhau của bên trường đại học Monash. Đầu tiên chúng ta sẽ kể tới là phân khoa về Art, Design và Architecture. Vì vậy những bạn nào mà chúng ta có dự định học các chương trình liên quan tới Architecture Design, Bachelor of Design, Master of Design, rồi Fine Art, vân vân, thì các bạn có thể tìm kiếm thông tin của bên phân khoa MADA là Monash Art, Design and Architecture. Những bạn mà có cái năng khiếu về khoa học xã hội, về Social Science, hoặc là các bạn có cái gọi là thiên hướng là các bạn sẽ đi học các cái ngành liên quan tới humanity, tới ở Việt Nam chúng ta thường gọi là ngành bên xã hội học, thì các bạn có thể tham khảo ở bên phân khoa về Art, Social Science và Humanity. Có rất là nhiều các cái chương trình khác nhau ở bên phân khoa này mà nó rất rất là hay. Một cái phân khoa khác mà đây cũng là cái phân khoa mà rất là phổ biến và rất là popular đối với các bạn sinh viên, đặc biệt là các bạn sinh viên Việt Nam, đó là cái chương trình liên quan tới Business và Economics. Business, các chương trình về Business và Economics của Monash và đặc biệt là Monash Business School là cái trường, là cái chương trình mà được triple crown của thế giới. Như vậy các bạn, chương trình mà về Business, Finance hoặc là Commerce mà các bạn học ra không chỉ được Úc công nhận mà còn được các cái nước khác nhau trên thế giới công nhận. Education, về ngành của Education thì như vậy các bạn có nhớ là cái ngành Education của Monash là xếp thứ 14 trên thế giới và là number 1 ở tại Úc. Và cái học phí của các ngành liên quan tới Art, tới Education cực kỳ reasonable, rất là affordable. Nó chỉ rơi vào khoảng hơn 30.000, rơi vào khoảng 32-33.000 đô Úc trong một năm. Cái ngành tiếp theo mà Hồng muốn đề cập ở đây đó là ngành Engineering. Engineer là một đội ngũ luôn luôn thiếu ở tại nước Úc. Với sự phát triển của nước Úc thì cái demand cho cái công việc liên quan đến engineering thì rất là cần.
Và Monash là trường đại học G8 duy nhất mà chương trình Engineering, phân khoa Engineering và phân khoa IT tách biệt hẳn hẳn nhau. Và Monash có riêng một cái phân khoa về IT. Nên các bạn nào muốn dự định là học về Computer Science, về Information Technology thì các bạn có thể thăm cái website của bên phân khoa về IT ở bên trường đại học Monash. Mà bên Monash bọn mình hay gọi tắt là FIT, Faculty of Information Technology. Phân khoa tiếp theo đó là Law. Một cái phân khoa khác cũng rất là nổi tiếng của bên trường đại học Monash đó là phân khoa liên quan tới y tá và chăm sóc sức khỏe, Medicine, Nursing và Health Science. Những bạn nào mà có câu hỏi về điều kiện đầu vào ngành y như thế nào, hoặc y tá ra làm sao, hoặc các cái chương trình chăm sóc sức khỏe khác nhau, khoa học sức khỏe khác nhau của Monash như thế nào, thì các bạn có thể để lại cái câu hỏi ở trong phần chat box, và một lát nữa thì Hồng và các bạn tư vấn ở set sẽ đi qua tất cả các câu hỏi này và sẽ trả lời và gửi đến cái câu trả lời cho các bạn. Chương trình về pharmacy của Monash là xếp thứ 2 trên thế giới và là number 1 ở tại Úc. Và riêng phân khoa về pharmacy và pharmaceutical science này sẽ được giảng dạy riêng ở campus Parkview campus. Nó tương đối là gần với lại khu vực city. Và phân khoa cuối cùng đó là Faculty of Science. Với cái chương trình rất là mới hiện nay đó là chương trình về Applied Data Science. Với Bachelor of Science thì Monash có tận 25 cái chuyên ngành khác nhau để bạn lựa chọn, và trong đó sẽ có rất là nhiều các cái chuyên ngành mà hiện nay cái nhu cầu nhân lực ở của ngành đấy nó rất là thiếu, thì cái này phần sau Hồng sẽ trình bày thêm để các bạn hiểu thêm ha. Và Monash College thì Monash College giảng dạy các cái chương trình liên quan tới Foundation, Diploma Part 1, Diploma Part 2 hoặc các cái chương trình liên quan tới tiếng Anh. Thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng là vậy thì Diploma Part 1 thế nào, Diploma Part 2 thế nào và Foundation ra làm sao. Nếu như trong trường hợp các bạn muốn đi du học sau khi bạn học xong lớp 11 ở tại Việt Nam, lúc đó các bạn có thể lựa chọn là chương trình Foundation hoặc là chương trình Diploma Part 1. Hai cái chương trình này đều nhận sinh viên sau khi học xong lớp 11 tại Việt Nam, hoặc học xong IGCSE, hoặc là khi mà các bạn bị thiếu một chút xíu điểm để vào thẳng cái chương trình Bachelor, thì lúc đấy các bạn sẽ cần phải đi quá trình Pathway. Thì chương trình Pathway sẽ available cho những bạn sinh viên mà có nhu cầu như vậy. Không phải chương trình nào của Monash cũng có chương trình cao đẳng, nhưng những cái chương trình phổ biến như là Art, Design, rồi Science, IT, Engineering thì đều có chương trình Diploma Part 1 là phần cao đẳng phần 1. Thì cái khác biệt giữa Diploma Part 1 và Foundation là gì? Đó là nếu bạn học chương trình Diploma Part 1, các bạn sẽ học trực tiếp vào cái kiến thức và ở cái lĩnh vực mà các bạn mong muốn ngay từ ở cái bậc học cao đẳng. Với chương trình Foundation thì đây là chương trình dự bị, sẽ chuẩn bị cho các bạn những cái kiến thức chung trước khi mà các bạn lên bậc đại học. Thì một số các cái phân khoa ở bên Monash sẽ không có chương trình cao đẳng. Ví dụ như là các bạn muốn học law, các bạn muốn học luật, các bạn muốn học y tá, các chương trình chăm sóc sức khỏe, khoa học sức khỏe, hoặc là các bạn muốn học dược mà mình chưa có đủ điểm vào thẳng cái chương trình cử nhân, thì các bạn sẽ đi qua chương trình Foundation. Còn với các cái chương trình liên quan tới Art, Design, Humanity hoặc là Education, Engineering, IT thì các bạn có thể lựa chọn là mình đi qua chương trình dự bị hoặc là cao đẳng phần 1. Với những bạn mà đã học xong lớp 12 ở Việt Nam rồi, hoặc là học xong A-level, học xong IB rồi nhưng điểm của bạn bị thiếu một chút xíu để vào thẳng chương trình cử nhân, thì các bạn có thể qua cái chương trình cao đẳng phần 2. Thì chương trình cao đẳng phần 2 này nó sẽ tương đương với cả năm nhất của đại học. Vì vậy, hầu hết là khi các bạn học xong cao đẳng phần 2, các bạn sẽ lên thẳng cái năm 2 của chương trình đại học. Chỉ có trừ một số ngành như là Fine Art hoặc là Bachelor of Design thì về cái con đường đi nó sẽ hơi bị khác một chút xíu. Thì nếu mà bạn nào có cái câu hỏi hoặc là thắc mắc về các chương trình Art, Design hoặc Fine Art thì các bạn có thể liên hệ với Hồng hoặc các bạn tư vấn du học của Seth. Ok. Các chương trình của Monash sẽ được chia ra là Comprehensive hoặc là Specialist hoặc là Double Degree hoặc là Honor Degree hoặc là Pathway là các chương trình đi qua dự bị hoặc là cao đẳng. Thì Comprehensive Degree đấy là cái chương trình mà sẽ cho các bạn cái kiến thức chung, tức là các bạn không phải lựa chọn cái major ngay từ cái năm đầu tiên. Ví dụ như Bachelor of Business nó là chương trình Comprehensive. Ở trong cái năm đầu tiên các bạn sẽ học các cái môn cơ bản của Business, rồi hết cái năm đầu tiên các bạn mới phải lựa chọn cái major mình muốn học là gì. Các bạn có thể học một major cộng với hai minor hoặc các bạn học hai major cùng một lúc. Với chương trình Specialist đó là các chương trình mà các bạn sẽ học những cái kiến thức liên quan trực tiếp đến lĩnh vực của mình ngay từ khi các bạn
bắt đầu chương trình cử nhân của mình, dự như chương trình engineering, ngay từ năm thứ nhất các bạn đã học những cái kiến thức liên quan đến engineering rồi, dụ như học design, học engineering design, học dụ như math for engineering vân vân. Nó sẽ hơi khác, đó là nếu như mà những bạn nào mà tìm hiểu đại học của Mỹ thì các bạn sẽ thấy là cái năm đầu tiên thường là các bạn học những cái kiến thức là science, rồi sau đó các bạn mới học từ năm thứ hai, năm thứ ba mới học liên quan tới engineering. Nhưng riêng với Úc là chương trình engineering này của Monash nó là chương trình specialist, là các bạn học thẳng vào cái chương trình engineering ngay từ cái năm đầu tiên. Ngoài cái việc mà Monash offer chương trình single degree là một bằng, Monash còn offer song bằng là double degree. Ví dụ các bạn vừa học engineering, các bạn vừa học commerce thì hai cái chương trình đó là hai chương trình thuộc hai phân khoa khác nhau, hoàn toàn khác nhau, và nó sẽ được gọi là double degree. Thì sau 4 năm hoặc là 5 năm các bạn sẽ có hai bằng. Các bạn vừa có bằng của engineering, các bạn vừa có bằng của commerce, ví dụ như vậy. Honor degree thì nó sẽ chia là chương trình honor giống như bachelor of engineering là chương trình honor 4 năm, hoặc có một số chương trình là họ còn honor year là năm honor, năm danh dự. Ví dụ các bạn học 3 năm bachelor of commerce rồi, bây giờ các bạn muốn học thêm một cái năm honor về commerce nữa thì các bạn có thể học lên trên bachelor of commerce honor year, và sau cái năm honor year này các bạn có thể làm thẳng lên tiến sĩ thay vì phải đi qua chương trình master. Ngoài tới cái việc cung cấp, bên cạnh cái việc cung cấp kiến thức về academic, về học thuật cho các bạn, thì Monash còn có những cái dịch vụ hỗ trợ khác nhau đối với sinh viên, ví dụ như về nhà ở, về việc làm giúp đỡ các bạn trong học tập và sinh sống ở tại thành phố Melbourne của Úc như thế nào, hoặc là chia sẻ với các bạn về các kinh nghiệm của sinh viên, các bạn sinh viên đã từng học ở Monash hoặc đang học ở Monash, thì sẽ có các cái buổi định hướng để giúp đỡ cho các bạn sinh viên mới hòa nhập với cả cái môi trường học tập cũng như là sinh sống ở tại bên Monash như thế nào. Ok, đây là danh sách của một số các cái club, cái câu lạc bộ của sinh viên khác nhau. Tùy theo từng cái sở thích của các bạn mà các bạn có thể lựa chọn cái câu lạc bộ phù hợp để mà mình tham gia. Có rất là nhiều cái câu lạc bộ khác nhau, mà chính từ các câu lạc bộ này các bạn có thể hình thành cho mình được những cái network, những cái gọi là được làm quen với các những cái bạn mà có chia sẻ cùng cái niềm đam mê với mình. Ví dụ như bạn nào mà thích về cờ có thể join vào Monash Chess Club, ví dụ như vậy. Hoặc là từng cái khoa khác nhau của các bạn cũng sẽ có những cái student club khác nhau để các bạn tham dự. Với những bạn sinh viên năm nhất thì khi mà qua các bạn thường lo lắng là vậy thì tôi sẽ học bên đó như thế nào, có ai hỗ trợ tôi hay không, thì các bạn hãy yên tâm một điều là Monash có thể nói là number one về việc hỗ trợ sinh viên. Trường cung cấp cái chương trình là Peer Assisted Study Support. Đây là các bạn sẽ nhận được những cái hỗ trợ từ chính các bạn sinh viên khác. Ví dụ như các bạn sinh viên đã học cái môn này ở cái ngành này ở năm trước đó rồi, và sau này các bạn thì sẽ quay lại và hỗ trợ các bạn sinh viên mới vào trường, để giả dụ các bạn có vấn đề gì thì thay vì các bạn ngại hỏi thẳng giáo viên, các bạn có thể hỏi kinh nghiệm từ chính các bạn sinh viên đi trước. Các dịch vụ hỗ trợ sinh viên dành riêng cho sinh viên quốc tế hoặc có một cái bộ phận rất là effective, tức là làm việc rất là hiệu quả, đó là bộ phận Monash Connect. Các bạn có bất cứ cái câu hỏi gì các bạn chưa biết là mình sẽ phải đi đến đâu để tìm câu trả lời, thì cái nơi đầu tiên mà các bạn có thể hỏi, có thể nhắm tới đó chính là Monash Connect. Thì khi mà họ collect, họ đọc xong cái phần câu hỏi của bạn, họ sẽ refer là bạn nên đến bộ phận nào tiếp theo để tìm cái câu trả lời này, hoặc họ có thể giúp bạn là họ liên hệ trực tiếp với cả cái người có thể giúp đỡ bạn với cái câu hỏi đó, để mà cái bộ phận đó có thể liên hệ trực tiếp và giúp đỡ bạn. Career Connect, đây là cái nơi mà rất là nhiều bạn sẽ tới khi mà các bạn qua đến Monash, các bạn muốn tìm việc, các bạn chưa có kinh nghiệm trong việc viết CV, viết resume, hoặc các bạn không có biết là bây giờ mình đi phỏng vấn mình phải làm cái gì, thì bộ phận Career Connect họ sẽ giúp đỡ bạn. Sẽ có các cái buổi workshop, sẽ có những cái chương trình mock interview để hướng dẫn cho bạn trước khi mà các bạn đi interview cho internship hoặc là interview cho cái new job của các bạn. Rất là hay. Industrial Based Learning chính là một cái phần internship mà có ở trong các chương trình như là IT hoặc là chương trình IT hoặc chương trình Engineering. Engineering là có chương trình paid internship cho sinh viên luôn, và internship nó cũng là một phần bắt buộc trong chương trình của Engineering theo yêu cầu của Engineer Australia.
các bạn có thể kiếm job ngay khi các bạn đang là sinh viên, tại vì student visa cho phép các bạn đi làm không quá 40 giờ trong vòng 2 tuần. Và các bạn cũng có thể liên hệ với cả bộ phận career service để hỗ trợ các bạn về cái việc mà tìm kiếm công việc khi các bạn đang là sinh viên hoặc khi các bạn đã tốt nghiệp rồi. Ok. Vậy thì cái đầu vào của Monash như thế nào? Monash có thực sự là khó như các bạn thường tưởng tượng hay không? Thì chúng ta sẽ đi qua một số các cái entry requirement về trường học Monash nha. Khi mà các bạn apply và không chỉ Monash mà với tất cả các trường đại học khác nhau ở nước Úc, thì bao giờ cũng sẽ có hai cái entry requirement mà các bạn cần quan tâm. Thứ nhất nó là academic requirement và thứ hai nó là yêu cầu về mặt tiếng Anh. Thì yêu cầu về mặt academic đó là nếu như những bạn nào học chương trình lớp 12 tại Việt Nam thì tin vui cho các bạn đó là Monash chấp nhận, công nhận cái điểm lớp 12 của các bạn vào tất cả các chương trình khác nhau của trường học Monash, vào thẳng chương trình cử nhân luôn. Và nếu không may là cái điểm của bạn mà nó thiếu một chút xíu để vào thẳng chương trình cử nhân thì các bạn có thể đi qua chương trình Pathway là chương trình dự bị hoặc là cao đẳng phần 1, cao đẳng phần 2. Với các cái chương trình quốc tế giống như là A-Level hoặc là IB thì tin vui đó là Monash luôn luôn chấp nhận cái điểm predicted result của các bạn. Chỉ tội là cái điểm IB mà predicted IB sẽ cần phải cao 2 điểm so với cái điểm mà Monash yêu cầu. Ví dụ như là chương trình Commerce Monash yêu cầu là 33 chẳng hạn, thì nếu bạn muốn sử dụng cái điểm predicted IB thì cái điểm ở trên predicted nó sẽ cần phải là 35 để các bạn có thể meet được cái entry requirement vào bên trường. Hoặc là nếu với chương trình A level thì điểm predicted chỉ cần cao hơn 1 điểm so với cái điểm yêu cầu của Monash. Ok. Học bổng luôn luôn là một câu hỏi rất là phổ biến đối với các bạn sinh viên. Học bổng năm nay của Monash như thế nào, năm sau của Monash như thế nào, vân vân. Thì tin vui đó là Monash offer rất là nhiều các cái chương trình học bổng khác nhau. Cái chương trình học bổng danh giá nhất của Monash và cao nhất hiện nay đó là chương trình Leadership, học bổng Leadership, học bổng lãnh đạo. Và học bổng này có trị giá là cover toàn bộ tiền học phí cho các bạn trong suốt thời gian các bạn học ở tại bên Monash. Chỉ duy nhất có hai chương trình mà các bạn sẽ không có thể apply cái học bổng Leadership này được, đó là chương trình MBA, chương trình Master of Business Administration và chương trình Bachelor of Medical Science và Doctor of Medicine. Cái học bổng thứ hai đó là học bổng Merit Scholarship có giá trị là 10.000 mỗi một năm trong suốt quá trình các bạn học ở tại trường đại học Monash, có thể là từ 4 cho đến 5 năm, up to 5 năm. Và ngoài ra thì các phân khoa cũng đang có các cái học bổng khác nhau dành cho sinh viên. Đó là khoa Engineering thì hiện nay đang có cái học bổng là 10.000 mỗi một năm. Nếu như mà Leadership và Merit Scholarship các bạn sẽ phải nộp hồ sơ riêng để xin học bổng, thì với chương trình Engineering, học bổng của Engineering các bạn sẽ không cần phải nộp hồ sơ riêng xin học bổng, mà học bổng sẽ được tự động xét khi mà các bạn nộp hồ sơ cho các chương trình liên quan đến Engineering như là Bachelor of Engineering Honor và chương trình Master Professional Engineering. Ok. Phân khoa Pharmacy, chương trình Pharmacy hiện nay cũng đang có học bổng 25, 50 và 50%. Ngoài ra thì chương trình Monash còn offer cái study grant. Thì study grant hiện nay của Monash đang có dành cho năm 2020 đó là 5.500 đô la Úc cho chương trình Pathway bao gồm Foundation, Diploma Part 1, Diploma Part 2 hoặc là chương trình trị giá 10.000 study grant cho năm đầu tiên của các chương trình Bachelor và Master ở tại Monash University. Monash vẫn còn một intake nữa ở trong năm 2020 này dành cho các chương trình Bachelor, các chương trình cử nhân và sau đại học thạc sĩ, đó là vào tháng 11. Ngoài ra thì chương trình Pathway là Foundation và Diploma vẫn có một intake, một kỳ nhập học nữa trong năm, đó là kỳ nhập học tháng 10. Covid đã gây ra rất là nhiều cái sự thay đổi về cả cách học của sinh viên cũng như là cách dạy của giảng viên và các cái phương thức khác nhau để Monash hỗ trợ các bạn sinh viên. Thì cái phần tiếp theo là Hồng sẽ focus vào việc là Monash hỗ trợ sinh viên như thế nào trong cái thời điểm Covid hiện nay. Trong cái slide này thì chỉ nói tới việc là Monash support về cái learning, về cái learning support trong cái thời gian Covid. Vậy có nhiều bạn hỏi là vậy thì Monash có cái support nào liên quan tới tài chính hay không? Với những bạn mà học ở tại Monash và vẫn còn đang ở tại Monash từ hồi tháng 3, tức là bạn học online nhưng bạn vẫn sinh sống ở bên Melbourne, thì Monash thời điểm tháng 3 và tháng 4 có một cái gói hỗ trợ dành cho sinh viên trị giá là từ 500 đô cho tới 7.500 đô la Úc trong cái thời điểm Covid hồi đầu năm nay.
về cái phần mà online learning support dành cho sinh viên thì tất cả các cái bài giảng đều được livestream hoặc là được recorded, và những cái buổi tutorial, các cái buổi workshop thì sẽ được chuyển lên trên cái platform của Zoom. Các cái sĩ số của lớp sẽ được chia nhỏ ra để giáo viên có thể quan tâm hơn tới từng bạn sinh viên. Ngoài ra thì sinh viên có thể xem các cái tài liệu khác nhau mà giáo viên gửi cho các bạn ở trên cái hệ thống tên là Moodle. Và tất cả các kỳ thi hầu hết sẽ được chuyển sang thành online. Ok. Ngoài cái phần này ra thì về phần assessment, về phần đánh giá kiểm tra thì cũng sẽ có một số các cái sự thay đổi. Ví dụ như là cho cái kỳ vừa rồi, cho cái học kỳ 1 vừa rồi, với những bạn nào mà không may bị fail môn học thì cái điểm fail của các bạn sẽ không có bị record, không có bị ghi lại ở trên cái bảng điểm của các bạn. Những bạn nào mà có cái điểm, ví dụ như các bạn cái điểm pass của các bạn nhưng mà pass không phải là pass cao mà vừa đủ điểm pass chẳng hạn, thì bạn có thể lựa chọn là giữ cái môn đó, tức là giữ điểm của môn đó, hoặc chuyển cái môn đó qua thành là satisfactory. Tức là thay vì là để điểm thì sẽ chuyển thành là chữ được ghi nhận credit point, được ghi nhận tín chỉ nhưng sẽ không ghi nhận điểm, thì cái điều đấy sẽ giúp cho cái việc là cái điểm cuối cùng của bạn sau khi bạn hoàn thành xong chương trình cử nhân hoặc là master tại Monash thì nó sẽ không ảnh hưởng tới cái điểm GPA chung của các bạn. Một số các cái nền tảng ứng dụng về học và dạy online khác nhau của Monash mà rất là phổ biến. Đối với Moodle thì là các bạn có thể xem được tự nhiên giáo trình của mình là như thế nào trên Moodle, thông tin contact detail của lecturer, của tutor như thế nào các bạn đều có thể tìm kiếm ở trên cái Moodle được. Cái Move là một cái dashboard với tất cả các cái ứng dụng khác nhau mà phù hợp với, dụ như là nhân viên sẽ có một cái dashboard riêng với các cái ứng dụng mà dành cho nhân viên, và sinh viên thì sẽ có những cái ứng dụng mà chỉ dành riêng cho sinh viên, như vậy thì tất cả cái dashboard đấy các bạn có thể từ cái dashboard đó mà đi vào các cái ứng dụng khác nhau, các cái nền tảng khác nhau của bên Monash. Các cái bài giảng thì sẽ được livestream, đồng thời các cái chương trình này nó rất là interactive, nó có sự giao lưu giữa giảng viên với sinh viên rất là mật thiết, nên mình sẽ có cảm giác là giống như là mình đang ở trên lớp thật chứ không phải đang học qua online. Chỉ có cái khác là mình không phải lên lớp mà mình được ngồi ở nhà. Ok. Cái phần mà fee payment thì Monash cũng có một cái hỗ trợ từ nhà sinh viên, đó là thay vì các bạn phải đóng 100% cái học phí để lấy học phí học kỳ đầu tiên để lấy ECOE thì các bạn chỉ cần đóng 50% để lấy ECOE, rồi 50% còn lại thì sẽ được các bạn sẽ có thể chi trả sau khi các bạn đã enroll xong. Tức là cái phần mà deposit đấy sẽ được chia làm hai lần. Lần đầu tiên để lấy cái electronic confirmation of enrollment các bạn sẽ đóng 50%, và cái phần 50% còn lại sẽ được gửi đến cái invoice sẽ được gửi cho các bạn khi mà các bạn đã nhập học. Ok. Vậy thì cái thành phố mà các bạn sẽ tới, cái điểm đến tiếp theo các bạn sẽ là như thế nào, thì ở đây Hồng sẽ giới thiệu một chút xíu rất là sơ lược về thành phố xinh đẹp Melbourne. Thì Melbourne là một trong thành phố đáng sống nhất trên thế giới và được xếp hạng cao trong nhiều năm liền. Đồng thời thì Melbourne cũng là xếp hạng là thứ 3 trên thế giới về những thành phố tốt nhất dành cho sinh viên. Ok. Campus ở tại thành phố Melbourne, Monash thì sẽ có 4 cái campus, tùy thuộc vào chương trình học của các bạn như thế nào hoặc là cái preference của các bạn ra sao. Vì vậy các bạn sẽ lựa chọn chương trình nào, các bạn sẽ đi theo cái campus ở chương trình đó. Thì Monash có campus Parkville là campus giảng dạy về các ngành liên quan đến pharmacy, pharmaceutical science. Cockfield là những bạn học về design, các bạn học về business, có thể bạn theo học Cockfield. Clayton là campus hiện nay là campus lớn nhất của Đại học Monash. Một campus nữa đó là campus Peninsula, để giảng dạy các chương trình như là Business Administration, một số chương trình liên quan tới Health Science cũng sẽ được giảng dạy ở Peninsula. Những bạn nào mà học các chương trình liên quan đến Foundation, Diploma Part 1, Diploma Part 2 thì các bạn sẽ học hoặc là ở Cockfield hoặc là ở trên City. Những bạn nào mà học Foundation Year Murphy thì các bạn sẽ học ở trên City. Ngoài ra thì với các chương trình tiếng Anh các bạn sẽ học ở trên City luôn, ở ngay trên khu vực trung tâm. Đây là một cái bản đồ chung của thành phố Melbourne, và ở trên cái bản đồ này Melbourne hiện nay, bang Victoria hiện nay đang có 7 cái khu
cụm công nghiệp phát triển, và 3 trong số 7 cái cụm công nghiệp phát triển của bang Victoria thì đều có campus ở tại Melbourne, đều có campus của Monash ở tại thành phố Melbourne. Vậy thì cái này nó mang đến cho bạn cái lợi ích gì? Đó là với cái việc mà phát triển ở các cái khu vực khác nhau của thành phố Melbourne như thế này, thì các bạn sẽ có cái cơ hội để mà mình kiếm việc này. Tại vì khi mà họ phát triển ở các cái khu vực như thế này thì cái số lượng công ăn việc làm sẽ nhiều hơn, và các bạn học ở ngay cái khu vực đó, các bạn cũng sẽ có cơ hội để expose với lại những cái công ty, các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức mà họ đang có cái gọi là setup ở ngay cái khu vực đó. Ok. Thì đây nó là một cái ưu điểm rất là lớn. Nó giống như là các bạn học IT, học computer science mà các bạn ở ngay Silicon Valley chẳng hạn, thung lũng Silicon ở Mỹ, thì cái đấy nó sẽ giúp các bạn là tưởng tượng ra là cái tác động của cái employment và innovation cluster nó như thế nào. Bạn học ở đâu bạn được làm ngay ở đấy. Đấy là cái ưu điểm. Ok. Vậy thì để wrap up cho cái bài presentation của Hồng ngày hôm nay, thì cái mà các bạn có thể nhớ về Đại học Monash nó là như thế nào? Đó là thứ nhất, brand của Monash cũng chính là cái brand của bạn sau này, bằng cấp của bạn sẽ đi với các bạn suốt cả một cuộc đời. Nhà ở các bạn có thể nay ở nhà này, mai ở nhà khác, nhưng cái bằng cấp là cái mà sẽ đi với mình cả đời. Và cái thương hiệu của Monash sau này cũng chính là thương hiệu của bạn. Khi mà các bạn nói là các bạn tốt nghiệp của trường đại học Monash, là Hồng đảm bảo tất cả employer, tất cả các nhà tuyển dụng sẽ đều biết là đó là trường đại học như thế nào, và sinh viên tốt nghiệp từ trường đó phải là những người như thế nào. Chương trình của Monash nó rất là flexible, nên các bạn có thể học single degree, các bạn có thể học double degree. Bản thân ở trong single degree thì bao giờ cũng có những cái môn free elective cho các bạn, để các bạn có thể lựa chọn. Ví dụ như là bạn học business nhưng bạn lại cũng muốn học những cái môn liên quan đến communication chẳng hạn, thì ở trong cái ngành business nó sẽ có 8 môn elective, và trong 8 môn đó bạn có thể lựa chọn để học 8 môn của communication. Như vậy bạn vừa học được cái mà bạn muốn, bạn vừa học được cái nghề, và bạn vừa học được cái môn, cái lĩnh vực mà mình yêu thích. Hoặc là những bạn mà muốn học song bằng thì các bạn có một cái sự lựa chọn, có rất là nhiều các sự lựa chọn khác nhau để mình học double degree. Các chương trình học của Monash thì đều lý thuyết đều đi kèm với thực tiễn, thông qua các chương trình work integrated learning, đó là internship, đó là field trip, đó là project, vân vân. Các dịch vụ hỗ trợ sinh viên các bạn sẽ thấy vô cùng cần thiết khi các bạn trở thành sinh viên ở bên kia, có rất là nhiều thứ hoặc là mình chưa thể biết được rằng là trong quá trình học mình gặp phải những vấn đề gì, trong quá trình học mình sẽ cần phải ai support, thì dịch vụ hỗ trợ sinh viên sẽ luôn luôn có mặt, luôn luôn sẵn sàng để giúp đỡ tất cả các bạn về các vấn đề khác nhau trong cuộc sống, trong học tập, về accommodation, về nhà ở, về việc là các bạn phải hòa nhập với cuộc sống mới ở bên Úc như thế nào, hoặc là các bạn có câu hỏi về việc là tôi thuê nhà như thế này có đúng hay không, chủ nhà làm với tôi này có đúng hay không, vân, thì các bộ phận khác nhau của bên Monash đều có thể hỗ trợ cho các bạn. Và Monash cũng offer dụ như là dịch vụ đưa đón lần đầu tiên khi mà các bạn qua bên Úc, và trải nghiệm học tập nó sẽ là một cái phần mà một cái ký ức đẹp đi cùng với các bạn trong suốt cả cuộc đời. Ok, rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái chương trình, cái bài presentation của Hồng hôm nay. Và nếu mà các bạn có câu hỏi gì thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Hồng là Infantry Rep của tại Việt Nam, hoặc là tiến sĩ Hoa Levitas là cô hiện nay đang base ở bên thành phố Melbourne. Ok Minh, cảm ơn. Dạ rồi. Rất cảm ơn những cái sự chia sẻ rất là chi tiết cũng như là rất là cập nhật đến từ trường Monash. Như vậy là vừa rồi chị Hồng đã đi qua cho chúng ta biết, thứ nhất là những thông tin chung về trường, về các thứ hạng cũng như là những gói học bổng đang rất là hấp dẫn đến từ trường. Thì chúng ta có thể thấy là trường Đại học Monash không những là nằm trong top 8 trường đại học hàng đầu của Úc, mà đứng trên hàng thế giới thì trường Đại học Monash cũng có một cái thứ hạng rất là xuất sắc. Thì đó, điều đó chứng minh được là cái chất lượng đào tạo của trường vẫn luôn không ngừng phát triển qua từ năm này qua năm khác. Không những về thứ hạng ranking cao, về chất lượng đào tạo chung, mà chất lượng đào tạo của từng chương trình học. Ví dụ như là ngành Pharmacy thì Monash đứng thứ hai trên toàn thế giới và Úc là hiện đang nóng trùng.
thì chúng ta có thể thấy rằng Monash ngoài cái việc đa dạng và chương trình giảng dạy mà chất lượng đào tạo của từng chương trình, từng chuyên ngành học cũng gần như là sắp xỉ nhau, đem đến cho học sinh một cái cảm giác rất là yên tâm khi theo học tại ngôi trường này. Và ngoài ra thì đại học Monash cũng có rất là nhiều khu học xá ở bên ngoài nước Úc, như là ở Malaysia hay là ở Ấn Độ, cũng như là có một sự liên kết với rất là nhiều học viện trên toàn thế giới. Nói hôm nay như Monash là một trường đại học toàn cầu, tại vì ở đâu cũng có thể Monash đều có sự liên kết cả. Cho nên là khi mà các bạn học sinh học tại đại học Monash thì các bạn cũng đồng thời có thể tăng tính kết nối của mình đến những môi trường khác bên ngoài nước Úc nữa. Và phần tiếp theo là chị Hồng cũng có chia sẻ cho chúng ta biết về cái yêu cầu đầu vào cũng như là những học bổng rất là hấp dẫn tại trường. Thì ở cái phần học bổng á, thì em cũng có một chút thắc mắc đó, thì nhờ chị Hồng giải đáp thêm. Thì không biết là ví dụ như những học bổng là leadership này, học bổng 100% học phí hay là học bổng merit, thì những học bổng như vậy thì có bị giới hạn về cái số lượng không chị? Học bổng mà leadership của Monash hiện nay là có 4 suất một năm dành cho toàn cầu, và học bổng merit scholarship thì năm vừa qua thì có khoảng 35 suất. Vậy thì không biết là cái đầu vào, có nghĩa là cái về cái cách để xin học bổng này thì ngoài cái việc là mình phải apply riêng thì không biết có những quy trình khác như là phải phỏng vấn hay là phải làm cái gì khác nữa không chị? Ok, với cái học bổng về leadership và merit thì là các bạn chỉ cần nộp một cái application cho cái leadership và các bạn sẽ được tự động chọn, tự động được xét cho cái học bổng merit luôn. Thì với cái chương trình học bổng về leadership thì nếu như bạn vào trong cái vòng shortlisted cho leadership thì bạn sẽ cần phải tham gia phỏng vấn. Đây các bạn sẽ, ok chờ Hồng một chút xíu, Hồng sẽ mở cái phần học bổng. Thì ở đây có rất là nhiều các cái chương trình học bổng khác nhau, là các cái grant khác nhau dành cho sinh viên. Thì mình sẽ thấy rằng là có học bổng dành cho pharmacy này. Và lên đến đây thì mình sẽ có thấy học bổng dành cho leadership hoặc là cho merit. Thì cái phần này nó sẽ có cái phần học bổng, mỗi học bổng thì sẽ có cái cách xét riêng. Thì với cái leadership scholarship này thì mình sẽ cần phải xem đó là mình có nằm ở trong cái criteria mà trường đề ra hay không. Ngoài ra thì ở trong cái phần này mình sẽ cần phải xem một cái nữa, đó là selection criteria. Thì trong cái này họ sẽ nói rõ là họ sẽ dựa vào cái điểm academic của mình, đồng thời là sẽ dựa vào một cái bài luận xin học bổng của mình. Và cái bài luận này mình sẽ cần phải nói rõ về các cái hoạt động xã hội nào mình tham gia rồi, qua đó thể hiện ra được những cái phẩm chất của nhà về lãnh đạo ra làm sao, về communication như thế nào, vân vân. Các bạn có thể tham khảo thêm ở đây. Và ở đây sẽ có cái phần how to apply để mình sẽ thấy được có cái application form riêng này, và sẽ có từng cái round xin học bổng riêng cho trong cả năm. Thì chắc hẳn là vừa rồi là chị Hồng cũng đã cho chúng ta thêm một số chi tiết về cách học bổng, xin học bổng. Thì đối với việc xin học bổng thì cái Access cũng sẽ hỗ trợ các bạn hoàn thành trong quá trình xin thư nhập học, và sẽ hướng dẫn các bạn hoàn thành thêm những cái thủ tục cần thiết để các bạn có thể lấy được học bổng tốt nhất có thể. Qua đây thì chúng ta có thể thấy là Úc không chỉ là một điểm đến thân thiện mà còn có một chi phí rất là hợp lý, bởi vì các trường đại học của Úc luôn có những học bổng rất là hấp dẫn chờ đón các bạn học sinh, và Du học Xét luôn đồng hành cùng tất cả các bạn học sinh để giúp các bạn có thể đạt được những ước mơ của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lại phần cuối của chương trình hôm nay, đó chính là chuyên mục hỏi đáp. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Có một bạn hỏi là bạn thi IELTS được 7, yêu cầu đầu vào của chương trình Nursing là 7.0, nhưng mà để thi được IELTS 6.5 thôi, thì bạn phải luyện ở đây để thi lại được 6.5 hay là có một cái phương án gì khác không chị? Rất là cảm ơn câu hỏi về chương trình nursing của bạn. Thì ở bên đối với chương trình nursing thì bây giờ cái yêu cầu chung và đặc biệt là yêu cầu đến từ bên midwifery board, đó là các bạn cần phải có đủ điểm IELTS trước khi vào học khóa này.
Thế nên là hiện nay cái điểm của Monash là 7.0, không bên nào dưới 7, và các bạn sẽ không có học thêm tiếng Anh trước khi vào chương trình này được. Tức là học tiếng Anh ở đây nó sẽ có hai phương án, nó sẽ có hai phương thức. Một là các bạn có thể trường có thể offer cho bạn học tiếng Anh, nhưng cái yêu cầu đó là sau khi bạn học xong chương trình tiếng Anh đó, bạn vẫn phải thi lại IELTS và phải đủ 7.0 thì bạn mới được chuyển tiếp lên cái chương trình Bachelor of Nursing. Còn nếu như trong cái trường hợp mà vẫn đang dịch như thế này, thì bạn có thể học ở Việt Nam đủ cái IELTS, thì lúc đấy trường mới có thể ra full offer cho bạn được. Dạ rồi, cảm ơn phần giải đáp của chị Hồng ạ. Câu tiếp theo là một câu hỏi của bạn Lily. Cho em hỏi, một trimester ở Monash du học sinh phải đăng ký 4 môn hay là 3 môn ạ? Cảm ơn em. Ở đây thì chị sẽ giải thích một chút xíu về trimester và semester ở bên kia như thế nào nha. Đối với các chương trình khác nhau của bên Monash thì hầu hết các chương trình cử nhân và chương trình master sẽ được dạy theo semester, nghĩa là một năm các bạn học hai kỳ. Riêng đối với chương trình Bachelor of International Business thì sẽ được dạy theo trimester, nghĩa là một năm các bạn học ba kỳ và các bạn sẽ kết thúc cái chương trình 3 năm Bachelor of International Business của mình trong vòng 2 năm thay vì là chương trình 3 năm như bình thường. Đối với sinh viên quốc tế thì một trong các cái yêu cầu về điều kiện visa đó là các bạn sẽ phải enroll full time, tức là các bạn sẽ cần phải enroll là một một kỳ các bạn phải học là 4 môn, để làm sao mà ví dụ như hết 3 năm chương trình đại học mà 3 năm thì hết 3 năm các bạn phải học hết 24 môn. Đối với chương trình, nếu bạn học chương trình Bachelor of International Business thì mỗi một trimester bạn sẽ phải đăng ký là 4 môn. Ok, đấy là thông thường là như vậy. Nhưng chị không hiểu là câu hỏi của Lily là hỏi về ở trong cái situation bình thường, tức là bạn đang học ở bên Úc, bạn đến campus học như bình thường, hay bạn đang hỏi ở trong cái thời thời điểm COVID này. Nếu như trong trường hợp mà ở trong cái thời điểm mà mọi người phải học online như thế này thì trường sẽ flexible trong cái việc là các bạn xin reduce study load, tức là bạn xin giảm số môn học xuống từ 4 môn xuống dụ như 2 hoặc là 3 môn. Thì cái này các bạn cần phải có approval của bên phân khoa trước khi mà các bạn drop môn ở trên hệ thống. Vậy thì câu trả lời của chị sẽ tóm tắt ở hai phần nha. Tức là nếu mà các bạn mà học ở bên Úc như bình thường, các bạn sẽ phải enroll full time là 4 môn. Còn riêng ở trong cái thời điểm COVID này thì trường có thể flexible để các bạn xin reduce study load, là giảm số môn học ở trong một kỳ xuống. Ok. Lily có câu hỏi nào follow up thêm về cái phần này thì em cho chị biết nha. Dạ, rất cảm ơn phần giải đáp của chị Hồng ạ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn Hùng Anh. Cho em hỏi chương trình leadership có thực tập không và cơ hội việc làm như thế nào tại Melbourne ạ? Em ơi, leadership về ngành gì em? Em nghĩ là bạn đang hỏi là cái chương trình học bổng leadership đó chị. À, leadership mà nếu mà là học bổng thì nó chỉ là học bổng thôi, còn cái phần mà thực tập hay không thì nó tùy vào cái chương trình học của em. À, Lily học online ở Việt Nam hả em? À, vậy thì em có thể, chị sẽ hướng dẫn em sau khi mà em enroll xong nha. Thì ở trên hệ thống ấy, bởi vì em là international student nên ở trên hệ thống họ sẽ yêu cầu em enroll ban đầu là 4 môn, tức là em phải enroll 4 môn trước. Rồi sau đó chị sẽ hướng dẫn em cái quy trình để mình xin reduce study load. Và sau khi có cái approval của bên phân khoa rồi thì mình sẽ drop môn ở trên online, enrollment online nha Lily. Dạ rồi, Thì dạ sau này hiểu ạ. khi mà em nhập học ở tại trường thì lúc đấy chị sẽ hướng dẫn em từng bước một, là bước em làm enrollment như thế nào. Rồi sau đó em sẽ có rồi sau đó chị sẽ hướng dẫn em là xin reduce study load ra sao. Và cuối cùng là em sẽ drop môn ở trên cái enrollment system của Monash như thế nào. Em chuẩn bị học online Việt Nam cho November Intake, em có Monash offer của Monash chọn. International Business Ok. as well. Ok, Lily, đến khi nào mà em cần cái support của chị về cái việc mà xin reduce silo load thì em cứ nhắn nhắn chị để chị hướng dẫn em nha Lily. Dạ rồi. Tiếp Sau theo khi thì sang bên Úc thì em sẽ học 4 môn trong một trimester như bình thường. Thế nhưng mà bởi vì bây giờ em đang học online nên là em có thể xin reduce study load được, xin under under load study. Dạ rồi, cảm ơn chị Hồng. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn Mai. Cho em hỏi Merit Scholarship cần chuẩn bị những gì và có cần interview hoặc big statement không ạ? À? Và có Nếu bao như nhiêu suất trong năm vậy chị? merit
thì trường sẽ không có interview, trường sẽ chỉ interview những bạn nào nằm trong shortlisted và có khả năng đạt học bổng leadership. Thì những bạn mà họ đạt học bổng leadership thì sẽ được phỏng vấn, còn merit thì trường sẽ không có phỏng vấn. Một năm thì sẽ có dao động khoảng từ 31 cho đến 35 suất trong một năm dành cho học bổng merit. Không biết là cái học bổng này thì có nhiều bạn học sinh đến từ Việt Nam lại không chị học? Với cái học bổng này thì có sinh viên đến từ Việt Nam đạt cái điểm đạt cái học bổng merit này. Dạ, đúng không chị? Tiếp theo là câu hỏi của bạn Mimi về học bổng Merit Scholarship. Nếu round 1 vào ngày 15 tháng 10 em không nhận được kết quả thì em có được xét ở round 2 hay các round sau không ạ? Mỗi một round thì đều có cái outcome, và cái outcome này sẽ được issue trong vòng 3 tuần kể từ ngày đóng cái học có cái đóng cái round đó. Ví dụ như là cái round của em apply là 15 tháng 10 là deadline, thì 3 tuần sau cái ngày 15 tháng 10 đó em sẽ nhận được cái outcome. Có một số trường hợp là em thấy học sinh là nhận được offer letter, thì trong đó là trong offer cũng có nốt là cái deadline học sinh phải xin offer, là ví dụ như là ngày hôm nay đi là ngày 26 tháng 9, nhưng mà cái kết quả của cái round 1 á lại là 15 tháng 10. Thì nếu trường hợp mà học sinh là xếp trước á thì rồi sau này học sinh được học bổng thì không biết đó thì mình sẽ như thế nào? Cái đó thì thông thường ấy là nếu như, bởi vì là nó sẽ phụ thuộc, cái merit scholarship này nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là nó sẽ phụ thuộc vào việc là họ cần phải set, tức là nó sẽ có hai cái deadline khác nhau, nó sẽ có deadline của chương trình học bổng và nó sẽ có deadline của cái offer. Thì bởi vì là nó được run bởi hai cái hệ thống khác nhau nữa, thế nên em sẽ có hai cách. Nếu mà muốn chắc chắn thì em có thể request để trường extend cái thời gian accept học bổng ra, accept offer ra, và em quay ra em apply cái hồ sơ học bổng này. Cái phương án thứ hai đó là nếu như trong trường hợp mà ở bên phía học bổng họ confirm với em là em đạt được cái học bổng này, thì lúc đấy cái phần tiền, cái phần học bổng đó của em sẽ được ghi có vào trong cái tài khoản của em và sau này sẽ được dùng sau. Nếu như trong trường hợp em đã đóng deposit cho trường rồi. Dạ, rồi, dạ, cảm ơn chị. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn. Một câu hỏi tiếp theo là từ bạn Mai. Em muốn hỏi thêm điều kiện nhập học song bằng Bachelor of Engineering và Bachelor of IT thì có được không chị? Và điều kiện đầu vào có cao hơn mức bình thường không ạ? Ok, bởi vì là cái song bằng, cái cách xét là như thế này. Họ sẽ dựa vào cái điểm, cái yêu cầu nào cao hơn. Ví dụ như là nếu em học Bachelor of IT và Bachelor of Engineering nha, thì cái yêu cầu đầu vào của Engineering sau khi em học xong hết lớp 12 là 8.5, và đầu vào của IT là 8.2. thì như vậy cái yêu cầu để em vào trên double degree này sẽ là từ 8.5 trở lên. Có nghĩa là sẽ lấy theo cái cao nhất. Đúng không? Sẽ lấy theo cái chương trình mà yêu cầu cao hơn. Và cái IELTS thì vẫn là cái yêu cầu 6 chấm. IELTS thì tùy từng chương trình em. IELTS của Engineering và của IT thì là như nhau, thế nên là nó sẽ không có sự thay đổi về IELTS. Nó sẽ không có cái, còn nếu như trong trường hợp mà em apply hai cái chương trình thì IELTS của chương trình là yêu cầu cao hơn, thì lúc đấy sẽ được áp dụng theo cái yêu cầu IELTS của bên cái chương trình cao hơn, yêu cầu cao hơn. Và nếu trường hợp mà bạn không đạt được cái yêu cầu đầu vào là 8.57 thì bạn có thể đi theo cái hướng là cao đẳng. Đúng rồi, mình có thể đi theo cái hướng là cao học phần 2 nếu như em đã học hết cái năm lớp 12 tại Việt Nam. Còn nếu như mà em học hết lớp 11 thì em có thể lựa chọn đi cao học phần 1 hoặc là em lựa chọn đi chương trình foundation. Dạ, rồi, cảm ơn chị. Thì như vậy đó là phần trả lời cho những thắc mắc của bạn Mai liên quan đến điều kiện học chương trình song bằng Engineering và IT. Bạn Lily tiếp tục có một câu hỏi khác, và câu này bạn hỏi dùng một người bạn đang có ý định học Master of Nursing, chắc là Nursing Practice ở Monash. Thì hiện tại ngành này có học bổng không chị? Ở cái ngành này thì em vẫn có thể xin cái học bổng, em vẫn có thể apply cho cái học bổng leadership hoặc là merit như là các cái chương trình khác.
Còn nếu không thì em có thể, nếu mà điểm bạn tốt thì bạn có thể apply cho cái study grant trị giá là 10.000 cho 1 năm đầu tiên. Liên quan đến cái về cái master nursing practice em cũng phải thêm á, tại vì có nhiều bạn là ở cái bậc bachelor thì các bạn không có học nursing nhưng mà các bạn lại học những cái nó ví dụ như là bachelor health science hay là public health gì đó, thì các bạn khi muốn lại học lên master nursing thì không biết là có được không, thì là có yêu cầu phải học thêm bộ môn gì tiên quyết không vậy? Có em chương trình Master Nursing Practice của bên ok, để chị sẽ show với các bạn về cái chương trình này ha. Monash có chương trình Master, và cái chương trình Master này về nursing này sẽ không yêu cầu các bạn phải có học nursing trước đó. Ở đây nó sẽ là chương trình Master of Nursing Practice, và chương trình này không yêu cầu các bạn phải tốt nghiệp về 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 nursing ở bậc học bachelor. Thì trước khi mà các bạn được nhận vào cái chương trình này thì các bạn sẽ phải học một cái môn này các bạn sẽ học online, đó là môn Human Biology. Thì đây nó là một cái short course, các bạn có thể đăng ký học cái short course này, và khi có kết quả của cái là pass cho cái short course này thì bạn có thể nộp hồ sơ qua cái chương trình Master Nursing Practice. Chị lấy ví dụ nha, chị lấy ví dụ ở cái phần này đó là ok, chị sẽ share cái screen này để cho các bạn dễ hình dung. Ok, ở đây người ta chỉ yêu cầu là bạn tốt nghiệp một cái bằng bachelor rồi, thì bằng bachelor này của bạn có thể ở một lĩnh vực nào đó, không nhất thiết là bạn phải tốt nghiệp từ lĩnh vực nursing. Ví dụ như là bạn đã học xong bachelor of commerce rồi, bây giờ bạn bạn muốn chuyển qua qua nursing practice chẳng hạn, thì bạn có thể apply cho cái chương trình master of nursing practice này. Tuy nhiên trước khi mà bạn vào được cái chương trình này thì bạn sẽ cần phải học một cái, bạn phải đăng ký một cái short course của bên Monash, nó là Monash Human Biology, và khi bạn pass được cái short course này rồi, lúc đó bạn mới có thể được xét vào chương trình Master of Nursing Practice. Ok. Và chương trình này thì tốt nghiệp xong mày có register là được giống như là chương trình Bachelor Nursing Em, được em. Và chương trình này cũng yêu cầu các bạn phải có IELTS 7.0 nha, không có yeah. bên nào tới 7. Như vậy thì bạn Mimi cũng muốn hỏi thêm là thông tin về những nơi để internship sau khi hoàn thành Bachelor Nursing. Không phải là sau khi hoàn thành, mà nó là trong cái thời gian các bạn đi học là các bạn đã cần phải đi thực tập rồi, thì cái thực tập này tùy theo từng từng năm sẽ có các cái điều chỉnh về số lượng sinh viên đến các cái nơi thực tập khác nhau, các cái bệnh viện ở trong thành thành phố Melbourne, hoặc là nếu như các bạn tình nguyện, các bạn volunteer là các bạn đi thực tập ở khu vực regional chẳng hạn, thì bên Monash cũng sẽ có cái sự sắp xếp cho các bạn phù hợp. Bạn Hồng Anh là hỏi cái câu hồi nãy bạn hỏi là ngành leadership có thực tập không, là hồi nãy là bạn hỏi trên, thì bây giờ bạn muốn hỏi thêm là cho em hỏi số sinh viên của ngành leadership, và nếu học leadership thì có nên học song bằng không, và nên học với ngành nào ạ? Leadership là ngành ở bên phân khoa nào em? Hùng Anh ơi, em cho chị hỏi là em hỏi cái project leadership, education leadership hay là cái gì em, và ở bậc học nào? Leadership thì nó đa dạng, các bạn Hồng Anh có thể là cho mình thêm thông tin là bạn muốn học cái bậc nào, cũng như là nó nằm ở chuyên khoa nào không bạn? Trong lúc chờ Hùng Anh thì có thể là mình tới với câu hỏi tiếp theo nha, và Hùng Anh cứ nhắn giúp chị là em muốn hỏi là ngành leadership là tên full của chương trình đấy là như thế nào, tự như là Master of Education Leadership hay là Master Project Leadership hay là ngành nào nha em. Vậy thì chúng ta sẽ quay lại với bạn Hùng Anh xong rồi. Một câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Rose Lê. Em muốn học y khoa thì có phải thi giám sát không ạ? Hiện nay Rose Lê đang học chương trình gì em? Bởi vì là Monash sẽ có hai cái chương trình, hai cái đầu vào, một cái là direct entry và hai là graduate entry. Thì project direct entry nghĩa là sau khi em học xong hết lớp 12 tại Úc này, hoặc em học xong IB, hoặc em học xong A-level, hoặc em học hết năm lớp 12 tại Việt Nam và em muốn apply trực tiếp cho chương trình Bachelor of Medical Science và Doctor of Medicine thì nó sẽ là direct entry.
Với cái direct entry này thì nó sẽ có cái ba cái component ở trong cái assessment. Thứ nhất sẽ là dựa vào cái điểm học của cái chương trình cấp 3 trước đó của em. Ví dụ như là em học IB hay là em học A level hay em học chương trình lớp 12 tại Việt Nam hay em học VC vân vân. Cái thứ hai là em sẽ không phải làm bài thi game set nhưng em sẽ làm bài thi ISET. Đây cũng là một cái bài test về y khoa dành cho international student. ISET đọc thế nào viết thế? I này, SAT, ISET. Khi mà em đạt cái điểm của bài thi ISET là từ 170 điểm trở lên, cái tổng điểm của bài thi ISET sẽ là 200 điểm, thì vậy em sẽ được invite cho cái MMI là Monthly Mini Interview với cả bên medicine của trường. Và nếu như em đạt được cả cái ba cái assessment đó em đều đạt thì lúc đấy em sẽ được access vào chương trình Bachelor of Medical Science và Doctor of Medicine, thì nó là cái direct entry. Thứ hai nó là nếu như trong trường hợp mà em không có vô được ngay cái direct entry của chương trình medicine thì vậy em sẽ đi qua cái graduate entry. Thì graduate entry nghĩa là em đã phải tốt nghiệp một cái bằng đại học ở cái chuyên ngành liên quan. Ví dụ như em học medical science, em học physiotherapy, occupational therapy vân vân, tức là những cái ngành nó liên quan ở trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đó ra, thì em sẽ apply lên graduate entry cũng của chương trình bachelor of medical science và doctor of medicine. Thời gian học sẽ là 4 năm thay vì 5 năm như là cái direct entry. Và nếu như trong trường hợp em apply theo cái hướng graduate entry, em cũng không phải thi game set mà em sẽ làm một bài test tên là STJ. Ta không có phải thi ISET, không phải thi game set nữa mà em sẽ làm một bài test khác là STJ. Dạ, cảm ơn chị Hồng. Bạn Hồng Anh có bổ sung là bạn muốn hỏi vào project leadership đó chị. Ok, project leadership này có nghĩa là em hỏi sau bậc học master đúng không Hồng Anh? Tại vì là chương trình project leadership này không có available cho bậc học bachelor. Rồi bạn muốn hỏi là có học xong bằng được đối với ngành này hay không? Xong bằng thì possible, có thể là không có học xong bằng cho cái bậc học này được Hồng Anh ạ. Và cái phần mà học project leadership này thì có làm project, có làm industry project hoặc có thể là đi làm internship. Và bạn có hỏi thêm là số sinh viên của ngành này ở môn đáp thì bạn có nhiều không chị? Số sinh viên của ngành này thì so với cả mặt bằng chung thì vẫn là một số sinh viên thuộc nhóm nhỏ. Cái hay của cái chương trình này nó là dụ như các bạn học các chương trình như là Applied Data Science, như là Project Management hoặc là như là Project Leadership, thì nó có một cái hay đó là các bạn sẽ được lựa chọn cái lĩnh vực mà các bạn làm. Ví dụ như là các bạn muốn học về Applied Data Science, thế nhưng các bạn muốn sử dụng cái Applied Data Science đấy ở trong Education sẽ khác với ở trong Health Science, đúng không? Thì khi mà các bạn học cái ngành đó, các bạn cũng sẽ có các cái môn gọi là Application Study Unit. Đấy là các cái môn mà các bạn sẽ học, ví dụ như học kiến thức chung, học cái brief knowledge về cái lĩnh vực mà bạn muốn làm việc. Thì project management hoặc là project leadership nó có cái ưu điểm là như vậy. Dạ rồi, rất cảm ơn những phần chia sẻ của chị Hồng. Như vậy thì chúng ta đã vừa đi qua những phần hỏi đáp với những sự chia sẻ được những thắc mắc của các bạn sinh viên của chị Hồng. Thì hy vọng là qua buổi bạn Rosele vừa nhắn thêm một câu hỏi là để trở thành bác sĩ đa khoa thì em cần học tổng cộng bao nhiêu năm? Em cần học là nếu mà em vào direct entry thì em học 5 năm. Học xong 5 năm đó thì em sẽ đi làm residence thêm khoảng 1 đến 2 năm nữa. Thì tổng cộng nó rơi vào khoảng là 7 năm nếu em vào direct entry. Nói chung là khi mà lựa chọn theo cái ngành bác sĩ đa khoa thì mình còn chuẩn bị tâm lý là mình phải cần rất là nhiều thời gian để mình hoàn thành cái chương trình này. Giống như ở Việt Nam mà các bạn nhiều khi cũng học 7-8 năm, ít nhất 7-8 năm trở lên rồi. Thì đối với việc mà một học sinh quốc tế mà để học được cái chương trình ở bên Úc á, thì đương nhiên nó sẽ có nhiều khó khăn hơn. Nhưng mà sinh viên Việt Nam thì trước giờ nổi tiếng là rất là giỏi, khi mà đặc biệt là khi học ở nước ngoài. Cho nên là nếu mà bạn có quyết tâm thì cho dù là 9-10 năm thì cái việc đó thì mình nghĩ là nó cũng không là cái vấn đề. Nếu như trong trường hợp, bởi vì là bác sĩ đa khoa là chương trình có quota, thì nếu như bạn vào cái graduate entry thì một năm Monash sẽ chỉ có khoảng 73 suất là học từ tức là vào cái graduate entry đó. Nếu như mà bạn vào direct entry thì nó rơi vào khoảng là 200 suất trong một năm, trong một kỳ tuyển sinh. Nhưng nếu như bạn vào graduate entry thì chỉ khoảng 70 suất trong một năm thôi. Như vậy là
Chị Hồng trong buổi ngày hôm nay đã chia sẻ cho chúng ta rất là nhiều thông tin, và đặc biệt là những thông tin rất là hấp dẫn về học bổng, cũng như là giống như hôm nay thì mình thấy các bạn cũng quan tâm khá là nhiều đến cái chương trình bên khối sức khỏe, bác sĩ rồi nursing, cũng như là nhiều bạn cũng có bạn đã có offer của trường rồi, và có bạn cũng đang phân vân về việc chọn ngành cũng như là nên học chương trình đơn bằng hay là song bằng. Hy vọng là qua buổi ngày hôm nay các bạn đã có được những cái câu trả lời cho những thắc mắc của mình, và hy vọng các bạn có sẽ đưa ra những sự chọn và sáng suốt nhất để các bạn có thể chọn được đúng ngành, cũng như là không những là đúng sở thích của mình mà nó còn là một cái thế mạnh để các bạn có thể phát huy được những cái tiềm năng của mình. Hôm nay thì em rất cảm ơn chị Hồng đã dành thời gian để chia sẻ với các bạn học sinh của chúng ta, cũng như là cho những lời khuyên, những thông tin. Hy vọng là sau buổi này thì các bạn tự tin hơn, mạnh dạn hơn để đưa ra những quyết định của mình. Và các bạn hãy liên hệ ngay với Du học Sếp để có Du học Sếp có thể hỗ trợ các bạn nộp hồ sơ vào trường đại học Monash, cũng như là giúp các bạn có thể giành được những suất học bổng có giá trị nhất. Một lần nữa cảm ơn chị Hồng và cảm ơn các bạn học sinh đã dành thời gian tham dự buổi HDO do Du học Sếp tổ chức ngày hôm nay. Chúc các bạn có một cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn trong những số HDO tiếp theo của Du học Sếp. Cảm ơn Minh và rất là cảm ơn Du học Sếp đã hỗ trợ trường đại học Monash để có một cái chương trình giao lưu với các bạn sinh viên như ngày hôm nay. Rất là cảm ơn các bạn và chúc các bạn tư vấn viên của Du học Sếp cũng như tất cả các bạn sinh viên, học sinh, sinh viên có một cái cuối tuần vui vẻ, và hẹn gặp lại các bạn ở trường đại học Monash. Cảm ơn chị Hồng, cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.